Dạ kính thưa chú quý vị, vừa qua là phần trao đổi của bé Kim Khánh. Thì giờ đây tiếp tục với chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bé Diệu Hiền lên đây thành kính diễn ngâm một đoạn giảng trong bài Phòng vắng đêm khuya. Giờ đây trân trọng kính mời bé Diệu Hiền bước lên diễn đàn. Nhận thấy bé Diệu Hiền đã đến kính lễ trước ngôi Tam Bảo, mời quý vị cổ vũ tinh thần cho chàng pháo tay. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi không làm mất thời giờ quý báu của chú quý vị và những em bé, thì đến phần trao đổi giáo lý tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu bé Tiểu Yến lên đây để mà gặp gỡ chú quý vị qua đôi phút. Trân trọng kính mời bé Tiểu Yến bước lên diễn đàn. Nhận thấy bé Tiểu Yến đã gần cái chỗ ngồi và tiến đến chỉnh lễ ngôi Tam Bảo, bé Tiểu Yến đã chào khán giả. Mọi người có vũ tinh thần chào pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông, quý bà và cùng toàn thể chư quý cô bác, anh chị em kính mến. Thưa quý vị, chúng ta được may duyên hạnh phúc được sanh ra và lớn lên nơi vùng xứ đạo, hằng ngày được nghe Phật pháp, sửa đổi thân tâm, tu hành tinh tấn. Nhưng thật đáng thương thay cho những cô bác ở xa xôi, có lòng ngưỡng mộ, ít khi được sự nhắc nhở và sự động viên trên tinh thần Phật pháp, lại phải chịu mọi điều cay đắng và sự biếm nhẹ của những người chưa hiểu đạo. Như ở miền Trung và miền Bắc trước đây, chúng con có nghe ông Lê Văn Phú tự tho, cố vấn Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, có kể lại trong băng nhựa như sau. Vào khoảng năm 1972, ông Bác Hai Tho có hướng dẫn một phái đoàn từ Nam ra Bắc để truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Ban đầu, nghe nói đến đạo Hòa Hảo, ai nấy cũng đều rùng mình lo sợ, vì họ nghe tin đồn đại Hòa Hảo ăn thịt người ta. Thế nên, việc truyền đạo lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng sau được vài hôm tìm hiểu, thì họ nhìn phái đoàn với vẻ thân thiện và trìu mến vô bờ. Mãi đến nay, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không còn lạ gì đối với những người trong và ngoài nước. Để tiện dịp tìm hiểu sâu thêm hơn nữa, em cháu xin trao đổi với quý vị qua một chủ đề để hiểu Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị, để thuận trong việc trao đổi giáo lý hôm nay, em cháu xin nêu ra vài ý sau đây. Trước hết, chúng ta đồng tìm hiểu bốn chữ Phật giáo Hòa Hảo nghĩa là gì. Kế đến, Đức Quỳnh giáo chủ là một vị như thế nào mà tại sao ta lại tín ngưỡng quy y theo Ngài? Sau cùng, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có công năng đưa con người đến quả vị nào? Giờ đây, con kính mời quý vị cùng con để tìm hiểu những ý nghĩa quan trọng trên. Kính thưa quý vị, vậy Phật giáo Hòa Hảo nghĩa là gì? Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hại. Giáo là lời dạy của Đức Phật. Phật giáo gồm có hai nghĩa chính sau đây. Nghĩa thứ nhất, Phật giáo là lời dạy của Đức Phật, có công năng đưa chúng sanh thoát khỏi dòng sanh tử, lên bờ giải thoát an vui. Nhà đạo tu hành thì cần phải hiểu cho rõ cái lý của Phật dạy,
để khỏi bị lầm đường, lạc lối, hay bị tà sư ngoại giáo cám dỗ như lời Đức Thầy đã cho biết. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Đến nghĩa thứ hai, Phật giáo là một tôn giáo lớn do Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 3 tỷ người quy y theo đạo Phật, bằng chứng như lời Đức Thầy đã cho biết. Theo Phật giáo từ Kim Chí Cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, từ các chư tổ, chư sư thay thế Phật để hoằng dương chánh pháp. Cho đến năm Kỷ Dậu năm 1849, Đức Phật Thầy Tây An ra đời, dẫn dắt quần sanh từ bờ mê sang bến giác. Mãi cho đến năm Kỷ Mão năm 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ Lâm Phàm khơi lại ngọn đèn chân lý, vì muốn cho giáo lý của đạo Phật phù hợp đến các căn cơ trong thời hạ quân mạt pháp, nên Đức Thầy mới tiếp tục sứ mạng chấn hưng Phật giáo để đem lại nguồn hạnh phúc an lạc cho tất cả chúng sanh. Bao phen Đức Giáo Chủ không ngớt kêu gọi mọi người: chớ chia rẽ phái đồng tâm lực, khua dòng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Hay là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dinh đạo, hiệp cùng nhau truyền ba kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Với bổ nguyện độ đời, Ngài đã thố lộ cho tín đồ biết, vì lòng từ bi và sự hứa hẹn của Ngài đối với tất cả nhân loại chúng sanh: phần sĩ tăng tay trong miền kèn, giác thiện tinh chấn hưng nền Phật giáo, nếu chừng nào khai thông đại đạo đúc từ bi rồi sẽ mới trở về nơi thanh tịnh. Kính thưa quý vị, đánh chữ hòa hảo lại có ba nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất, hòa hảo là địa danh một thôn nằm bên bờ sông Tiền, huyện Phú Tân, nay là thị trấn Phú Mỹ, thuộc tỉnh An Giang, miền Tây Nam Bộ của đất nước Việt Nam. Hòa hảo là nơi ra đời mở đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thân sinh của Ngài là Đức Ông Quỳnh Công Bộ và thân mẫu là Đức Bà Lê Thị Nhậm, như Ngài đã cho biết. Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ai hà, tạo xác Quỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên đình thiết hùng ca. Đến nghĩa thứ hai, hòa hảo là một trong bảy biệt hiệu tên riêng của Ngài như Hoàng Anh, Hòa Diệt, Hồng Dân Cư Sĩ, Vô Danh Cư Sĩ, Hòa Hảo, Khùng và Điên. Đến nghĩa thứ ba, hòa hảo
là ước mơ của Đức Giáo Chủ. Ngài đã gom nhíp những ý nghĩa tốt đẹp từ đời Tam Hoàng và Ngũ Đế trước đây. Trong suốt đời Tam Hoàng gồm có Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng. Thì lúc bấy giờ, cả thế giới được thái bình thành trị. Mọi người thương yêu lẫn nhau, không có chiến tranh giặc giả. Cõi đời ấy gọi là Thái Hòa, nên Đức Giáo Chủ mới lấy chữ Hòa. Đến đời Ngũ Đế, gồm có Phục Hy, Thần Nông, Đế Cốc, Đế Nghiêu và Đế Thuấn. Cuộc sống mọi người thương yêu lẫn nhau. Nhà thì không đóng cửa, của rơi ngoài đường thì không ai lượm. Cõi đời ấy gọi là Tuyệt Hảo, Đức Giáo Chủ lấy chữ Hảo. Nên hai chữ Hòa Hảo là gom nhíp những ý nghĩa từ đời Tam Hoàng và Ngũ Đế dạy. Lại nữa, Đức Giáo Chủ muốn cho tất cả tín đồ và mọi người trên thế giới chung sống với nhau đúng như nghĩa của hai chữ Hòa Hảo. Chữ Hòa nghĩa là thuận thảo, chữ Hảo là tốt đẹp. Trong dịch lý có dạy: Hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ. Tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh. Bất chiến tự nhiên thành, vô tranh tự nhiên được. Có nghĩa là chữ Hòa là xem thân người như thân mình, chữ Hảo là giúp người như giúp mình. Thương người thì không chiến, giúp người thì không tranh. Không chiến tự nhiên thành, không tranh tự nhiên được, đúng như Ngài đã mơ ước. Ước mơ thế giới lớn hòa hảo, nhà Phật con tiếng nghe biển cười. Kính thưa quý ông bà cô bác, kế đến chúng ta đồng tìm hiểu Đức Quỳnh Giáo Chủ là một vị như thế nào, mà tại sao ta lại tín ngưỡng quy y theo Ngài? Vì mỗi người chúng ta đều nhận định nơi Ngài có ba điểm đặc biệt sau đây mà người thế gian thì không bao giờ có được. Một là nhân cách tuyệt vời. Trong lúc Ngài còn gần gũi với tín đồ, dân du thuyết giáo, mọi người luôn luôn để ý đến Ngài về cách ăn, mặc và ở, đặc biệt khả kính. Tìm một lỗi nhỏ nơi Ngài cũng không thấy. Như việc ăn, còn có nghe những cô bác lớn tuổi kể lại, Đức Giáo Chủ luôn thể hiện sự bình đẳng. Ngài ngồi ăn chung với tín đồ, thay vì phải dọn một mâm cao cổ đầy riêng biệt. Nhưng đối với Ngài còn một điều đặc biệt hơn nữa. Trong khi Ngài viết kinh giảng, tới giờ cơm, có người mời Đức Thầy dùng cơm, Ngài liền đứng dậy đến chỗ ngồi chung với mọi người. Trong khi ấy, chữ viết của Ngài còn đang lỡ dở trên trang giấy, không trì quẩn để một ai phải chờ đợi. Như việc mặc, Đức Thầy mặc đồ rất đơn giản. Một hôm vào năm 1944, lúc Đức Thầy còn tạm trú tại căn phố Lầu, đường Lê Phêu, Sài Gòn, bây giờ là đường Nguyễn Công Trứ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Một buổi chiều hôm nọ, có một nữ tín đồ ở Phú Thuận, Châu Đốc xin vào viếng Ngài. Bạch Thầy, con xin phép trước viếng Thầy, sao dân Thầy một bộ đồ hàng Long Khánh Tân Châu để Thầy mặc thay đổi, vì con chỉ thấy Thầy bận toàn là vải trắng và vải nhuộm già mà thôi. Đức Thầy tươi cười nhận quà và thốt lời cảm ơn. Đến ba hôm sau, có một nam tín đồ đến viếng Ngài. Ngài liền đem lấy gói quần áo hôm nọ đem ra biếu lại. Những người ở chung thế vậy, họ liền tỏ vẻ ngạc nhiên mà bạch rằng: Bạch Thầy, bộ đồ này của đồng đạo mới dâng cho Thầy, mà Thầy cũng chưa mặc lần nào, vậy tại sao Thầy lại đem dâng cho người khác vậy Thầy? Đức Thầy nghiêm nghị đáp: Bà con có biết bộ đồ này đã làm chết biết bao nhiêu con tầm không? Rồi Ngài trầm ngâm suy nghĩ, thuật theo lời của ông Khổng Tước Nguyên. Như việc ở, trong lúc Đức Thầy còn đang ở chiến khu trong Bưng Biền, một hôm ông Hồng Quyên ở Sài Gòn đến phỏng vấn Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đến câu hỏi cuối, ông Hồng Quyên hỏi:
Trước khi từ giả, xin ông cho tôi biết đời sống ở bưng biển có ảnh hưởng chi tới sự hành đạo của ông chăng? Đức Thầy đáp: với sự hành đạo của tôi, cảnh sống nào tôi cũng có thể sống được. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào để thực hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Chớ những sự tùy tiện về vật chất đối với tôi nó không có nghĩa lý gì hết. Kính thưa quý vị, hai là tài trí siêu phàm, trước hết là tài trị bệnh độ đời. Từ trước đến giờ không có một ông lương y bác sĩ tài danh nào chỉ dùng bằng giấy vàng nước lã mà chữa lành bệnh nan y cho hàng ngàn người trong lúc ngài còn ở tổ đình và lúc bị pháp cư lưu. Ngoài việc ngài dùng nước lã mà chữa bệnh, ngài còn dùng nước axit, nước cường toan vô cùng độc hại để chữa lành bệnh nan y cho vợ của ông bác sĩ Trần Văn Tâm ở nhà thương Chợ Quán Sài Gòn. Và câu chuyện cải tử hoàn sinh cho vợ của anh Sinh ở Tân Châu cũng chỉ dùng bằng nước lạ. Kế đến là tài thuyết pháp độ đời. Chúng con đã được nghe những cô bác lớn tuổi kể lại là những gì trước đây đã từng dõi gót theo thầy trong đợt đi khuyến nông từ tháng 4 đến tháng 6. Năm Ất Dậu năm 1945, Đức Thầy có đến 107 điểm sân vận động khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ của đất nước Việt Nam. Được kể lại rằng, lúc Ngài lên khán đài, mỗi điểm sân banh đều có khoảng trên 20.000 người đến tham dự nghe Thầy thuyết pháp. Người ta để ý trong giai đoạn ấy không có máy phóng thanh, Đức Thầy chỉ nói bằng miệng. Tiếng nói của Ngài trầm bổng, thanh thao, êm ả, nhẹ nhàng. Người ngồi ở gần nghe không lớn, những người đứng ở đằng xa họ cũng được nghe rõ ràng. Ai nấy cũng đều nhận định nơi Ngài chỉ có ông Phật mới có pháp âm như vậy. Sau cùng là tài viết kinh giảng độ đời. Từ xưa đến nay không có một bậc thi sĩ danh hào nào mà không dùng giấy nháp và bôi xóa. Thế mà riêng Đức Thầy khi đặt bút xuống viết kinh giảng một mạch không suy nghĩ, như Ngài đã cho biết: miệng nhất môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Kính thưa quý vị, song song với nhân cách tuyệt vời và tài trí siêu phàm của Ngài, chúng ta cũng nhận định nơi Ngài có đủ đầy phước đức vô song. Và từ xưa đến nay, trên thế giới này chưa có một nhà hùng biện hay một triết gia nào chỉ mới có 21 tuổi mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn 7 năm, 10 tháng, 7 ngày mà Đức Thầy đã thâu thập trên 3 triệu tín đồ. Đó có phải chăng do Ngài có đầy đủ đức độ? Như lúc Đức Thầy đi khuyến nông ở Hà Tiên, có ông Trần Văn Nhạn là một tín đồ kỳ cựu ở Hà Tiên, có được nghe câu chuyện giữa Đức Thầy với ông chủ chùa Thạch Động được trao đổi như dưới đây. Sau giờ thuyết giáo khuyến nông tại chợ Hà Tiên, Đức Thầy cùng với hơn 40 tín đồ đi bộ đến giếng chùa Thạch Động, cách chợ Hà Tiên cũng không xa cho mấy. Khi đi đến cổng chùa Thạch Động, có một vị đạo phục rất chỉnh tề đứng sẵn tại cổng. Chị ấy chẳng những không chào hỏi mà còn dùng gậy chặn cả lối đi. Khi gặp đoàn người và Đức Thầy đến, chị liền hỏi: ông ở đâu đến đây? Đức Thầy đáp: tôi từ Sài Gòn đến đây. Chị ra vẻ giận dữ và hỏi: ông là người tu mà sao còn giọng ngữ? Tôi đã biết rõ là ông ở Hòa Hảo kia mà. Đức Thầy thản nhiên đáp: ông vừa hỏi tôi từ đâu đến đây thì tôi trả lời cho ông là tôi ở Sài Gòn đến, vì tôi ở Sài Gòn đã lâu rồi.
Nếu ông muốn hỏi quê quán của tôi ở đâu, thì tôi sẽ trả lời cho ông biết là quê quán tôi ở Hòa Hảo. Ông đã quên lời ông mới vừa hỏi tôi hay sao? Dì ấy hỏi tiếp, thế ông đến đây để làm gì? Đức thầy đáp, tôi đến đây để kêu gọi đồng bào nỗ lực làm ruộng để cứu đói cho đồng bào ngoài Bắc. Dì ấy hỏi tiếp, thế ông năm nay được bao nhiêu tuổi? Tu được mấy năm rồi? Tôi cho ông biết, tôi tu đến năm nay đã được 40 năm rồi mà nói không ai chịu nghe. Ông chấp gì nói mà người ta nghe hay không? Đức thầy nghiêm nghị đáp, nói mà người ta không chịu nghe hay là ông thiếu đức chăng? Lời nói cứng rắn đầy quả quyết của đức thầy khiến dì ấy đổ một hơi tráng và từ tay thu gậy lại, khép mình qua và mời đức thầy cùng mấy người tín đồ tiến thẳng vào trong. Kính thưa quý vị, giờ đây đến phần tìm hiểu giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có công năng đưa con người đến quả vị nào. Như chúng ta thường để ý, hãy học may thì thành thợ may, còn học chữ thì thành thầy cô giáo. Nếu chúng ta theo Đức Quỳnh giáo chủ học đạo thì rồi đây chúng ta sẽ thành cái gì đấy quý vị? Tất nhiên là thành Phật rồi. Vì mọi người trên thế giới năm châu ngày nay, nói hẹp là những người trong đất nước Việt Nam, ai cũng đều công nhận nơi đức thầy chính là một vị Phật. Bằng chứng qua câu xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Thế nên giáo lý Phật giáo Hòa Hảo dạy đủ hàng người, không phân biệt dinh nhục sang hèn, trí ngu như lời đức thầy đã bảo. Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, hay là dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Nếu chúng ta thực hành đúng theo tôn chỉ hay làm theo một câu giảng nào mà tâm đắc, đều được cứu cánh giải thoát. Như chúng ta muốn làm người hiền, làm bậc thánh nhân thì phải học theo câu cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Như muốn thành thần thì phải học theo câu dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quân. Như chúng ta muốn về tiên thì phải học theo những câu sau đây: Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hay là phước nhiều tiên cảnh lên trời, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thế. Như chúng ta muốn thành Phật thì phải học theo câu làm gian ác là quỷ là ma, làm chơn chánh là tiên là Phật. Kính thưa quý ông bà cô bác, nói tóm lại, đạo Phật giáo Hòa Hảo là một trong bốn tôn giáo lớn có mặt tại Việt Nam, như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài giáo và Phật giáo Hòa Hảo do Đức Thầy làm giáo chủ. Chính vì Ngài có đủ nhân cách, tài trí và đức độ nên trên 3 triệu người ở Việt Nam và nước ngoài tín ngưỡng quy y. Hơn thế nữa, Ngài đã để lại một kho tàng pháp bảo với những lời lẽ khuôn vàng thước ngọc của Ngài. Người tín đồ nhờ y chỉ phụng hành, gia đình được hạnh phúc, xã hội được phồn vinh, thế giới được thái bình an lạc, đúng như Ngài đã mơ ước chờ trông. Giết một ngọn lưới này một tất đem đạo lành ban rải nơi nơi, mang chờ trong ba tánh thành thơi khắp bốn biển liên dây hòa hào. Kính thưa quý vị, đề tài để hiểu Phật giáo Hòa Hảo
Con trình bày đến đây đã hết. Trước khi rời khỏi nơi đây, con xin kính chúc cho toàn thể chư quý cô bác, anh chị em kính mến. Sớm thức tịnh tâm, tầm đạo chánh, sau này về Phật giới ngôi tiên. Con xin lễ phép cúi đầu thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.